Rồi lại tiếp tục một buổi sáng trở lại với anh em yêu audio nha. Đã giới thiệu tiếp cho anh em dòng CD V5 Pro của Đức là cái dòng CD mà đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Tại sao nó ưa chuộng thì anh em cũng biết rồi. Vì em cũng đã bán và làm cho rất nhiều anh em ở khắp cả nước rồi. Nó có những cái thế mạnh riêng mà những cái dòng CD khác nó chưa có được. Thứ nhất, nó là cái dòng đời cao nhất bây giờ 2018, đời cái dòng xe cao cấp của Đức, cho nên là nó những cái option của trên xe Đức hay châu Âu thì gần như là những option full, cho nên cái đầu CD của nó cũng được thiết kế đầy đủ tính năng cho một người dùng, đó là chức năng đọc thẻ nhớ này, điện thoại, tivi, máy tính cắm vào, các thiết bị ngoại vi cắm vào vô tư này, USB các kiểu này, rồi CD, rồi chơi Bluetooth không dây giải mã cao cấp 4.2 trở lên rồi. Đấy, đặc biệt là cái mắt CD rất trâu bò, buông tay là đọc luôn, nách là đọc, nói chung gần như là 1 giây là đọc luôn, nó nhanh hơn cả con CDB truyền thống rất nhiều. Đấy, và khi tháo đầu ra thì về được mình làm bộ vỏ, rồi đầu tư cả cái linh kiện nhập về để mình chế độ thêm, để lắp vào một bộ vỏ cho full nó hoàn thiện được như thế này. Đây là dạng khách đặt V5 Pro nhưng tích hợp thêm hai loa hai bên. Đấy, đây là dạng size dài tầm 50 phân. Đấy, tầm 50 phân anh em nhé. Cao thì tầm 16 phân, 17 phân. Đấy. Sâu thì tầm 25 phân. Đấy. Còn loại ngắn thì đây, loại không kèm loa thì đây. Và không không kèm loa thì cũng tầm hơn 23 phân. Cao thì cũng như nhau. Đấy. Sâu sâu và cao như nhau. Đấy. Còn mình thì nói tiếp cái dòng V5 Pro mình được full hai loa hai bên này. Dòng này thật rất nhiều anh em ưa chuộng. Vừa làm được hai loa hai bên thế này thì cũng coi như là một cái đài anh em có thể bê đi vào phòng ngủ hay bê đi chỗ nào đó vui chơi giải trí vô tư. Còn ngoài việc thích thì nghe hai cái loa trong này, không thích thì nghe ra đằng sau. Đằng sau vẫn có hỗ trợ ra 4 loa bình thường. Đặc biệt cái dòng này tại sao nó có sự chọn lọc và chuyên nghiệp mà được nhiều anh em yêu thích, đó là cái khả năng khi mình đã lên full chế độ đầy đủ cái linh kiện rồi ấy, thì có khả năng đánh loa A, loa B hoặc là loa AB, có nghĩa là gì, giống như ta có những cái âm ly chuyên nghiệp ấy, đánh kênh A, kênh B, kênh AB. Tất cả cái CD ô tô khác là rất là những cái con mà đời thấp ấy, hoặc là những cái con mà chức năng thấp thì không thể đánh được như kiểu này. Ví dụ như em làm hai loa hai bên như thế này rồi, bây giờ các bác lại bảo là thôi giờ lại muốn chơi hai cái loa sau, hoặc chơi ra hai cái loa to bên ngoài, chơi loa gia đình ấy, thì muốn ngắt hai cái loa bên trong này đi, vô tư. Nói chung tất cả mọi thứ em đấu nối thì nó hoàn hảo rồi. Đấy, một là đánh hai loa A, đánh hai loa B hoặc đánh cả A cả B vô tư. Đấy. Đó là cái hay ở chỗ đấy, gọi là kênh A, kênh B, kênh AB vô tư. Đấy, bây giờ em sẽ nói qua như vậy thôi. Đấy, chúc anh em một buổi sáng với niềm đam mê giống như em. Em đam mê cho nên cái gì em cũng muốn làm và làm cho nó ý của mình luôn, làm cho nó đầy đủ. Tính của em là như vậy, còn làm mà cứ lẹt phẹt mà cứ chọc chọc mấy cái cầu loa đơn giản quá thì em không làm đâu, em chỉ làm đầy đủ thôi, làm đầy đủ nó chuyên nghiệp một tí thì chơi nó cũng hay. Vì cái mạch em đã đầu tư cái mạch đít để ốp đằng sau cái đầu này ấy, đó là những cái mạch mà mình phải nhập những cái linh kiện điện tử, nó là làm cả một bo mạch quản lý từ IC nguồn, IC công suất hay là IC giải mã, nhưng có DAC luôn đấy, để nó chất tiếng nó ra nó phải là hay. Bây giờ em mở luôn, nói thì nói nhiều nhưng mà cứ mở cho anh em nghe thử. Đây em mở cái đĩa này nha. Next này, next là gần như là đọc luôn, cứ next là bài đầu đến bài cuối đọc luôn. Thôi mở nhỏ thì thank you.
đấy là em làm đầy đủ. Vâng, nói chung là e căng này, e căng em cũng được làm đầy đủ nhá. Ví dụ như anh em muốn bảo vệ cho trẻ con không nghịch thì đây anh em ấn e căng vào cho em. Đấy. Đấy. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Đấy. Sao thương ai ở mãi cùng anh. Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhỏ. Nghe rất là hay. Khi tới giữa mùa trăng, thu âm đi nó sẽ ảnh hưởng một tí, còn mình nghe thực tế rất hay anh em nhé. Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về người đàn bà dấu đêm vào trong tóc. Còn điều chi em mãi miên đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là như mọi người thôi. Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu em ám ảnh tôi trọn một kiếp người. Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá, bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi. Mênh mông quá khoang trong này ai lấp khi thanh âm chức năng rất nhiều anh em này. Đấy, chức năng, các chức năng phím bên cạnh tương đương với chữ ở trong màn hình nhá anh em nhá, để ý cho em, bởi vì nó là cái màn hình nó hiển thị thôi, trên màn hình nó hiển thị chữ nào thì tương đương chức năng của chữ đấy là ở phím bên cạnh. Và đầu V5 Pro nó còn có rất là nhiều ưu điểm hoàn toàn tự động. Ví dụ bạn cắm USB vào thì nó hiểu là bạn sẽ dùng USB. Đây, nó tự động chạy luôn. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Một cái đầu mà có màn hình to rõ để hiển thị thông tin thì chỉ có đấy. Dòng này thì màn hình to rõ và thông tin đầy đủ. Chiều nhìn ra đầu ngõ dần dần niềm tương nhớ giáng sinh sinh một người được nghỉ hai ngày phép mắt hai hôm làm quen em mới cho mình công việc tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng ngọt liễu mong manh làm sao bước sông hành anh chị em ngại gió lay mùa tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà chúc anh em một buổi sáng thật là nhiều phấn khởi và nhiều đam mê như em. Làm một ly cà phê hay một ly trà nóng để thưởng thức âm nhạc rồi bắt đầu một ngày mới làm việc thật là vui vẻ anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau. Rồi, xin tạm biệt tất cả anh em.
tuổi.